quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối của chúng tôi rất hân hạnh chào đón quý vị đến với một phiên bản mới với tên gọi Tình Không Biên Giới. Đây là một phiên bản tiếp theo của những câu chuyện về những người đang lập nghiệp ở xa quê hương. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi sẽ thêm tắt một chút về tình yêu ở trong đây. Đó là vì sao? Bởi vì chúng tôi muốn rằng Người Kết Nối không chỉ đơn thuần là câu chuyện của những người vượt lên hoàn cảnh khó khăn của chính mình, mà đôi khi những người xung quanh, người thân, gia đình, thậm chí là những người yêu, người vợ sẽ là người chắp cánh cho họ có thêm động lực để có thể làm tốt hơn, phấn đấu đến thành công nơi đất khách quê người. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba người kết nối của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Xin được giới thiệu người phụ nữ đầm chấm bi MC Thanh Thảo. Và vẫn như thường lệ, cười rất tươi và tươi nhất chương trình ngày hôm nay không ai khác đó là đạo diễn Quốc Thượng. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chị Hồng Vân. Chị ơi, ngày hôm nay thì cặp đôi của chúng ta sinh sống ở thành phố nào và hai vợ chồng có điểm gì đặc biệt à? Cặp đôi này họ sống ở Kanagawa. Đây là cặp đôi chồng là người Nhật và vợ là người Việt. Người chồng lớn hơn người vợ 10 tuổi. Mà cái điều đặc biệt ở đây là họ gặp nhau trong trường hợp là anh này đi ăn ở một nhà hàng Nhật ở tại Việt Nam. Và cô này lúc đó đang là cái người phục vụ. Cô đi làm thêm. Vậy là gặp nhau ở Việt Nam luôn. Đúng rồi, cô đi học ngôn ngữ của người Nhật rồi cô đi làm thêm á. Thế là anh này thì đến Việt Nam công tác, đi ăn nhà hàng Nhật và gặp một cô phục vụ bé nhỏ xinh xinh, thế là yêu nhau. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ... Đúng là câu chuyện Tình Không Biên Giới. Để tôi hát một câu. Bỏ đi. Tỉnh Kanagawa nằm sát thành phố Tokyo với dân số trên 9 triệu người và đứng thứ hai tại Nhật Bản sau Tokyo. Cách đây 160 năm, Yokohama thuộc trung tâm tỉnh Kanagawa đã mở cửa cảng biển và bắt đầu du nhập văn hóa phương Tây. Bây giờ thì Vân đang có mặt ở thành phố Ebina thuộc tỉnh Kanagawa. Trong số này thì chúng ta sẽ đến thăm Tuyết Mai. Tuyết Mai thì lấy chồng Nhật được 2 năm mấy rồi. Cô ấy làm việc ở gần đây nè. Bây giờ thì chúng ta đến thăm Mai nha. Đây là chỗ làm của Mai. Chắc có lẽ đây là công ty làm về xúc xích. Xin chào. Em phải là Mai không? Em là Mai đúng không? Trời ơi. Ôi, cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Hồi nãy chị nhìn nhưng mà chị không thấy em, chứ em đứng lẫn sau lưng mấy cái hộp này cho nên chị không có thấy. Chị chỉ thấy là ba anh đàn ông lực lưỡng này thôi. Thôi gặp được chị mừng quá trời luôn. Chị Lê Thị Tuyết Mai, 28 tuổi, người con vùng đất Bến Tre. Lập gia đình được 3 năm, hiện tại Tuyết Mai là cộng tác viên với công việc đóng gói tại nhà máy xúc xích Brazil, tên Latin Yamato. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Vậy hả? Làm vậy là lương cao không? Chẳng hạn là 20. Em làm có 5 tiếng thôi nhưng mà lương rất là tốt. Một năm em có thưởng 2 lần, giờ như em làm mà không nghỉ ngày nào em vẫn được thưởng lương. Đồng nghiệp toàn là người Nhật. Không biết chị Mai có hòa nhập được với mọi người không đây? Để hỏi thăm đồng nghiệp của chị ấy xem thế nào. Mai làm việc có tốt không? Mai sao? とても真面目ですね。本当仕事熱心で、まあいつもね、朝早く来て、仕事を真面目にこなして、本当いい子ですね。もう日本人はよく勤勉と言われるんですけど、マイさんはそれ以上に勤勉な、とても素晴らしい方。 Arigato. Mai làm việc với các bạn nữ ở trong này đó có vui vẻ, có hòa đồng không? すごい仲がいいですね。休憩時間とかもみんなでこうやっておしゃべりをしたり、まあ、マイさんすごく真面目なので、お仕事の話をこういうのはどうですかってメモを聞きながら、そういった話が結構多いんですけど、結構みんなでワイワイお話はしてます。Cẩn thận vậy đó hả? Dạ. Tại em
công việc em mới bắt đầu làm khoảng một năm mà nên là em chưa có nhớ hết, em muốn là nhớ hết như tất cả mọi người như vậy nên em phải ghi lại từng chút thôi. Mai nói tiếng Nhật á có giỏi chưa? Anh thấy phụ nữ Việt Nam thế nào? Chị Mai đã nhanh chóng hòa nhập được với các bạn đồng nghiệp người Nhật vô cùng thân thiện. Các nhân viên trong nhà máy đã chế biến xúc xích cho chị Hồng Vân ăn thử. Có chấm với cái gì không? Dạ, không, chị ăn, chỉ ăn không thôi. Ôi chị. Tất cả người dân Việt Nam đều yêu mến Nhật Bản và yêu mến đất nước Nhật Bản cũng như là yêu mến người dân Nhật Bản, trong đó có tôi. À, arigato. Sau giờ làm việc, chị Hồng Vân được chị Mai mời về nhà ngay chiều hôm ấy. Căn hộ này em sống nó gồm có 5 căn. 5 lốc? Dạ. Này là mình mua nhà? Dạ, nhà của em mua. Ồ, một căn ở đây là bao nhiêu tiền? Khoảng là 7 tỷ mấy, 8 tỷ Việt Nam. Xin giới thiệu chị, đây là chồng của em ạ. Xin chào. Anh Kawai Yoshinori, 38 tuổi, hiện là kỹ sư điện tử. My name is Kawai. Kawai. Yeah. Yeah, my name Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Yes. À, bây giờ chúng ta cùng đi vào nhé. À. Arigato. Anh chồng này có vẻ rất là dạn dĩ nè, và rõ ràng đây là cây tùng cây bách cho Mai. Dạ. Chị. Dạ, chị. Đây là phòng tập thể dục dành cho người dân sống tại đây. Có thể mời bạn bè đến cùng chơi thể thao. Tiếp theo ở tầng 2 là phòng chờ dành cho khách đến thăm người thân sống tại đây. Yes. Ví dụ mà qua lộn chỗ thì có bị phạt không? それは lucky ってこと で. Trời, hồi hộp quá. Lỡ tắm mà không mặc đồ rồi sao? Lần đầu tiên mà em vào tắm, mình tại Việt Nam mình đâu không có tập quán mà tắm chung tập thể vậy, em rất là mắc cỡ, em không có dám vào luôn. Khi mà mình đã quen rồi, mình vào nên mình cảm thấy là rất là thoải mái. Trước khi vào đây người ta sẽ tắm sơ quá chị. Rồi mình đi vào để mọi người mà cơ thể dơi vào bên đây thì người ta không sử dụng được gì. Cái hồ này là tại sao cái màu nước nó lại như thế này? Dạ, nước tự nhiên chị, từ lòng đất nó lên á, người ta nên nó có màu vàng như thế này. Cái nước này thì chắc chắn là nó sẽ tốt cho sức khỏe, tốt cho da, đúng không? Dạ đúng rồi. Tốt cho da, tốt cho sức khỏe, bởi vì nó hoàn toàn là tự nhiên. Trước ở bên Việt Nam em qua thì da em rất là xấu, mỗi lần em tắm nên là da em nó trở nên nó hơi tốt hơn một tí so với Việt Nam. Cuối cùng cũng lên tới không gian của hai vợ chồng. Mời chị vào. Dạ, mời chị vào đây. Đây là phòng khách đúng không? Dạ đúng rồi, phòng khách. Còn như là nhà bếp luôn á chị. À, phòng khách và là nhà bếp. Dạ đúng rồi. Căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Với bản tính sạch sẽ nên Tuyết Mai thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Cảnh là núi á chị. Yoru wa yakkei mo kirei desu. Chị Tuyết Mai và anh Kawai Yoshinori cách xa nhau đến 10 tuổi, thì cơ duyên gì để họ gặp gỡ nhau? Em gặp Kawai trong trường hợp nào? Khi mà em còn học ở Việt Nam á chị, thì khi em làm thêm ở nhà hàng thì chồng em đi làm thêm, đúng không? Chị Tuyết Mai rất thích văn hóa Nhật Bản nên ngay từ học cấp 3 đã học chuyên tiếng Nhật.
Nơi anh Yoshinori gặp chị Mai là ở nhà hàng món Nhật ở Việt Nam. Lúc đó chị Tuyết Mai làm việc ở nhà hàng này và anh Kawa Yoshinori khi đi công tác Việt Nam đã ghé ăn tại đây và từ đó cơ duyên họ đã gặp nhau. Xong á, em đăng ký đi Nhật 3 năm. Trong 3 năm đó thì vẫn giữ liên lạc á chị. Đây là kita. Drink. Mẹ chồng em đến hả? À, để em ra mở cửa vậy? Trời ơi. Hi. Mẹ của anh Kawa Yoshinori cũng sống ở Kanagawa nên thường xuyên đến thăm nhà. Mẹ của Kawa mấy tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi? 69. Wow. Oh, so young. À, chị rất là thương Mai đúng không? Mai san wa totemo yasashikute. Ano, seikakuteki ni mo aimasu. Chị thấy hai bạn này á, chị cảm thấy như thế nào? Saishu wa chotto fuan deshita kedo yahari ano kotoba mo mada ne saishu wa Mai san wakaranai shi tabemono mo chotto ne nihon shoku ga awanaku. Chị Mai và mẹ chồng thường hay cùng nhau vào bếp nấu ăn và dường như chị Mai rất thích vận dụng sự khéo léo của bản thân vào công việc nội trợ. Chị mẹ chồng em chỉ cho em rồi em chỉ nấu cho em phải không? Dạ, bây giờ mẹ chồng em rất là thích món đó. Mai nấu cái món đó có ngon bằng chị nấu không? Ôi xì đấy. Ôi xì. 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 魚をさばくのがうまいの。 Hay cá giỏi à. Dạ. Thưa quý vị, với việc gặp gỡ hai vợ chồng của chị Mai thì lại gặp gỡ rất là bất ngờ thì lại gặp ngay đúng mẹ chồng nữa. Nên thưa quý vị, chúng ta thấy là trong cái cuộc trò chuyện này á thì mẹ chồng của chị Mai không chỉ trẻ đẹp mà lại còn rất là quan tâm và yêu thương con dâu nữa. Thì cái Nguyên Khang nghĩ là chị Mai chị cũng khá là hạnh phúc đúng không chị? Đúng rồi. Thực ra lần này đi trong cái chương trình Người Kết Nối này á thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là yên tâm cho những cô dâu Việt ở Nhật Bản. Không biết các nước khác như thế nào nhưng riêng Nhật Bản thì yên tâm vô cùng. Đầu tiên á là cái người chồng, cái người Nhật á, họ không lấy thì thôi, nhưng mà họ đã lấy rồi là họ cực kỳ chín chắn trong cái quyết định của họ, trong cái quyết định, và họ có trách nhiệm với cái người vợ của họ. Giống như cái cặp này á, là cái anh chồng anh rất là khẳng khái và anh nói một cái điều là anh phải sống với cái người vợ của anh cho đến suốt cuộc đời này, không bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ đổ vợ. Dạ, nhưng mà chị mà em thấy anh có lãnh khẳng định luôn đó. Dạ, em thấy là công việc của anh á, là một cái kỹ sư thì chắc chắn ở cái vị trí này là thu nhập thì cũng khá rồi, em thấy cuộc sống vợ chồng cũng khá là ổn định đó, mà chắc anh cũng mất nhiều thời gian cho công việc hả chị hả? Đúng rồi, anh mất nhiều thời gian nhưng mà Mai á, Mai hay lắm. Cổ vận dụng cái gọi là cái khí chất của người phụ nữ Việt Nam mình, có nghĩa là cổ nấu nướng xong ha, cổ chờ chồng về ăn. Có khi đến 10 giờ đêm. Trời ơi, cổ cổ chờ vậy đó, cho nên là cái người chồng á tôi thương lắm. Về thấy cái tự cơm nó ngon luôn. Chỗ cái anh này anh thương bé Mai này thương dễ sợ thương luôn á. Giống như nè, mình đi chơi chung cái gì thì lúc nào cũng vậy, anh luôn luôn là ở cái vị trí vị thế là có chuyện gì cái là anh đứng sau lưng anh đỡ rồi đó. Luôn luôn là như vậy luôn á, làm cho mình có cảm giác đó, mình mọc óc luôn á, tại vì tự nhiên mình cảm thấy mình sung sướng cho cái những cái cô dâu Việt á, như là Mai á, rồi với người mẹ cũng vậy. Cái người mẹ chồng này á là ở cách xa 1 tiếng đồng hồ đi xe mà bây giờ bà là 68 tuổi rồi ha, mà nhìn bà rất là năng động khỏe mạnh, bà đi bộ
không biết mệt, bà tự lái xe lên và bà đi theo con trai bà với con dâu bà. Chị khen quá nhiều về cái chuyện những cô dâu Việt mà kết hôn với những chàng trai Nhật mà được quan tâm vậy. Em dự là sao cái chương trình mà tình không biên giới này chắc nhiều cô cũng nhiều cô dâu Việt không? À không, thực ra là như thế này, cái chương trình này á, mình đi đến mình tìm hiểu thì đầu tiên á là mình cảm nhận là mình hạnh phúc cùng với những cô dâu đó. Nhưng một cái điều nữa mình lại rất mong mỏi là những anh chồng của Việt Nam á coi và thấy rằng á đó, người ta là người nước ngoài mà người ta trân trọng những người phụ nữ của đất nước mình như vậy, thì lý do gì mà mình ở đây mình không trân trọng vợ mình, cái đó là chỉ không là... yêu thương nâng như vợ mình. Đúng, em đồng ý với chị, nhưng mà nó chỉ là một thiểu số thôi, chứ đàn ông Việt Nam nhiều người rất tuyệt vời, đúng không anh Thuận? Có chứ. Mình là Thuận là một điển hình nè. Rất nhiều. Đúng. Ở đây mình đứng nói là rất nhiều nhưng mà chưa phải là tất cả. Mà mình là mình muốn tất cả cơ. Mình muốn tất cả để mình đừng có mỗi sáng thức dậy mà lướt trên mạng cái là thấy chị này bị anh chồng đánh. Chị là quá tuyệt vời. Ông sao chị thì khỏi nói rồi. Ông sao chị thì đó thấy chưa, Khang à, cưng hơi màu làm chi mà chị cứ như vậy nè đó. Không phải. Mình hạnh phúc, mình muốn mọi người hạnh phúc giống như mình, chứ mình không muốn là chỉ một mình hạnh phúc. Thì em cũng hiểu, thì trong qua cái vấn đề ở đây là chị Vân thấy là coi như những cái nạn như bạo hành gia đình hay là chồng chú vợ tôi nó vẫn còn, thì chị Vân muốn là không thấy cái cảnh đó nữa. Em đúng hiểu, phải nâng niu và trân trọng người phụ nữ. Đúng rồi. Em hiểu. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì chính vì vậy mà cái chương trình Tình Không Biên Giới nó giống như là một cái thông điệp gửi gắm đến tất cả chúng ta, giữa vợ chồng Việt Nhật, Việt Việt hay Nhật Nhật gì cũng được, thì nó cũng phải cần có sự tôn trọng, yêu thương và gắn kết với nhau. Đúng vậy. Thôi bây giờ để chúng ta sẽ cùng xem để là tiếp tục chương trình, tôi xin hát một ca khúc. Dạ thôi bỏ, thôi, bỏ đi, tôi bỏ đi. Tiếp tục với lại câu chuyện của chị Vân. Em cưới là cưới ở mấy nơi? Dạ em cưới ở hai nơi ạ. Ở Việt Nam vào năm 2015 và ở Nhật nữa chị. Cái hình này là chụp ở đâu? Dạ, hình này chụp ở Việt Nam ạ. Kawaii với lại mẹ về Việt Nam. Dạ. Mà tổ chức ở dưới Bến Tre. Dạ đúng ạ. Rồi đám cưới bên này thì gia đình em có ai qua được không? Dạ đám cưới bên này mẹ em không qua kịp đó chị. Chỉ có khi mà tổ chức bên này chỉ có mẹ chồng em và em chồng của em á. Em tổ chức ở bên này đám cưới nó hơi đặc biệt tí là tổ chức tập thể. Tập thể là sao? Dạ là trong cái lễ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam á và Nhật á. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật được tổ chức hàng năm tại các địa điểm trong tỉnh Kanagawa. Có nhiều gian hàng ẩm thực Việt và múa rối nước, biểu diễn ca nhạc. Lễ hội được diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Cái thời điểm đó đó, khi mà em chỉ có một mình em, không có một người thân nào ở về phía mình á. Ở đó đó, thì lúc đó tâm trạng em như thế nào? Lúc đầu mình cũng cảm thấy nó hơi tủi á chị. Tại vì mình ở phía Nhật mà không có người thân của mình đến tham dự á. Nhưng mà được cái là có mẹ chồng và em chồng của em đến này. Thì nói chung mình cảm thấy là vui mừng. Trong cái vui mừng đó thì có hơi... Phải buồn chứ, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cái thời điểm mà em đám cưới là mẹ có biết không? Dạ biết ạ. Có nói với mẹ là ngày đó con có tổ chức đám cưới vậy, cũng rất mong mà là mẹ qua với con, nhưng mà là do mình không có được đi qua kịp lúc á. Mẹ cũng là thôi con, mẹ cũng chúc con là hạnh phúc vậy. Một thời gian dài như vậy em chưa được gặp mẹ. Thì bây giờ cái giờ nào trong ngày á là cái giờ mà em nhớ mẹ nhất? Em nói coi có đúng cái suy nghĩ của chị không? Giờ trong ngày có lẽ là buổi tối vậy. Đúng không? Cái lúc mà chờ chồng á, sau khi mà nấu cơm xong nè. Dạ. Chồng chưa về nè, rồi là ngồi đó, sao là lúc đó là nhớ mẹ nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Tối là cảm giác như ban ngày thì mình có thể làm việc á, mình cứ lo chăm chú công việc không, mình không có thời gian nhớ mẹ. Nhưng mà khi tối về là rất là nhiều thời gian rảnh rỗi, nhớ những buổi cơm mà ăn cùng mẹ, cùng gia đình á, em rất là nhớ. Mà tí dụ bây giờ nếu như cho em ước cái gì? Thế bây giờ em ước thì chắc có thể là em muốn gặp mẹ em á. Em muốn gặp mẹ em á. Bây giờ thì cũng lâu rồi em muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng mà mẹ do mẹ công việc của mẹ ở dưới quê, còn khi lên thành phố thì mẹ lại bận rộn, cứ thời gian như thế không gặp được mẹ. Do ba em mất rồi thì em cảm thấy là em thương mẹ lắm. Đôi khi là muốn nói với mẹ là lời cảm ơn mẹ, muốn nói rất nhiều, nhưng mà do mình em còn ngại, em không thể nào mà em gửi là nói trực tiếp đến mẹ. Nhưng mà cũng qua thông qua chương trình em muốn gửi đến mẹ là chúc sức khỏe
thì mẹ cứ thấy giữ sức khỏe đi, tại vì ở xa thì em không có chăm sóc được mẹ nhiều. À, mẹ, con xin lỗi mẹ, con ở xa con không báo hiếu được mẹ. Thì thông qua chương trình này con gửi lời xin lỗi mẹ và cũng cảm ơn mẹ đã nuôi con trưởng thành lớn đến bây giờ để con có một cái gia đình hạnh phúc như thế này. Và con cũng mong mẹ là giữ gìn sức khỏe và để sống có thể sống lâu cùng với tụi con. Thật ra anh Kawa Yoshinori, chồng của chị Mai, đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho chị Mai. Chị nói cái cảm xúc mà khi mà được gặp con gái ở đây như thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên mà đến nước Nhật. Thì trước thì qua cũng là thăm con, sau nữa là qua coi là vợ chồng mà ăn thế nào. Thì qua đây thì thấy cuộc sống dồn đây thì thấy nó cũng ổn định, rất là mừng chị. Em cái này là cũng như là em nghĩ trong mơ, không có bao giờ em nghĩ là em sẽ qua đến đây. Thời điểm mà lúc mà Mai quyết định là Mai sẽ đi qua Nhật, ở lúc đó chị có sợ không? Có lúc đầu thì cũng sợ, cũng lo lắng. Cũng như là giờ thì con thì có ít, mà Mai thì nghe nói là lập gia đình mấy này thì cũng xa quá, cũng hơi sợ. Cậu không biết về con mình xa rồi, không biết cuộc sống như thế nào. Dần dần thì có tâm sự với Mai thì Mai nói không sao đâu, con lớn cũng biết rồi. Thì thôi cái sao cũng về nghĩ lại cái định hình thì mình nghĩ là thôi giờ con nó thương đâu thì thôi giờ mình gả đó. Chứ mình cũng không cản con, rồi mình nghĩ mình rồi biết rồi con nó mình cản rồi sau này mình có lo được cho con không. Rồi nghĩ vậy thôi giờ theo quyết định của Mai đi. Giờ rồi vậy rồi cho tiến tới. Cho tiến tới. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó chắc cũng buồn đúng không? Buồn lắm, buồn chị. Cái ngày mà đám cưới thì cũng không có suy nghĩ gì mấy. Nhưng mà khi rồi đi về bên này mới nằm ở bển, mới trăn trở hoài, không biết rồi về đây cuộc sống làm sao. Rồi xa mẹ nữa, rồi không có gần gũi, quá xa chị. Rồi em cũng không nghĩ là biết chừng nào mình mới có qua được đây. Nếu mà điều kiện con mình nó tốt thì mình không nói, lỡ khó khăn quá thì biết chừng nào mình mới được qua đến đây để mà bây giờ là hoàn toàn yên tâm rồi. Giờ đúng em không? Chuyến đi này là nói chung là em về em rất là an tâm. Rồi em cũng vậy, em cũng nói lại những bà, những coi như là cho bên dòng họ biết. Dòng họ biết là em đã đến đây. Thì em có đã vô nhà thì cuộc sống thấy ổn định, nên về bệnh cho mọi người vui. Cho mọi người vui. Hai bà mẹ gặp nhau đúng không? にゃちゃんに4人で旅行した時のことがなんかこの間のように思い出されます。お会いできて本当にもう嬉しいです。前の話題で cũng nhờ chị là giúp đỡ thì cũng thương Mai thì cũng mừng dữ lắm. とんでもないです。ありがとうございます。とてもいいよ嫁さん。Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ, cảm ơn chị. Tự nhiên, vui nhé. Rất là xúc động đúng không quý vị? Chương trình Người Kết Nối của chúng tôi đã thật sự là đã mang rất rất là nhiều cái món quà bất ngờ đến cho những người đang sinh sống làm việc ở xa quê hương. Và bây giờ cũng vậy, đằng sau những giọt nước mắt đó là sự hạnh phúc vô bờ. Và đôi khi thì những người kết nối của chúng tôi cũng rơi những giọt nước mắt
bởi vì cảm thấy rất là xúc động. Đặc biệt là tôi ngồi bên đây nhưng mà tôi nghe cái phần lồng tiếng sụt sịt ở phía bên kia thì tôi không cần nhìn hình nhưng tôi cũng đoán được không lẽ là ông Thuận. Không phải đâu, đó chính là MC Thanh Thảo rơi nước mắt. Dạ, một người phụ nữ đã làm mẹ rồi thì cũng đã biết. Thật ra thì ngay từ lúc mà ngồi nói chuyện về mẹ thôi thì Thảo nghĩ là cả Thảo và chị Vân đã bắt đầu là sụt sùi rồi, bởi vì đều đã làm mẹ, đều có con gái hết. Cho nên là riêng đối với em nha, em nghĩ chắc cuộc đời em không bao giờ em sống xa mẹ được đâu. Mãi mà từ sáng tới chiều á mà không thấy mẹ gọi, cái là 8-9 giờ lại bảo mẹ sao từ sáng giờ mẹ không gọi cho con gì vậy, cái mẹ ủ gọi làm gì. Tự nhiên mình thấy cái sự có mặt của mẹ, hiện diện của mẹ nó là một cái thói quen trong cuộc sống rồi. Nhưng mà cái điều mà Nguyên Khang cảm thấy xúc động là cô có nói là thật ra thì gia đình cũng ít con, ít con cái, cho nên là khi mà Mai đi lấy chồng xa thì cô cũng khá là lo lắng và cũng không dự được đám cưới. Mà quý vị biết đời người con gái quan trọng nhất là cái đám cưới, luôn luôn muốn mẹ mình có mặt mà bà không thể tham dự được. Cho nên là cái chuyến đi này thật sự Nguyên Khang thấy hồi nãy có quay cái đoạn mà hai tay cô xách hai bên rồi đeo cái ba lô, thì Nguyên Khang đoán chắc đó là quà từ Việt Nam gửi qua rất là nhiều thứ. Thực ra nếu mà mọi người có mặt ở cái thời điểm đó thì sẽ còn xúc động hơn rất nhiều. Mai á, thì khi đám cưới Việt Nam thì có mẹ, nhưng mà khi mà qua bên Nhật á, thì lúc đó là mẹ không có qua được. Và 3 năm rồi Mai và mẹ chưa gặp được nhau. Thì cái lúc đó là chương trình á, mẹ đã qua từ sáng nhưng mà để mẹ ở khách sạn. Rồi bắt đầu tất cả mọi người mới đến nhà Mai, bắt đầu có một cái xe mới đưa mẹ của Mai đến đó. Rồi á, đi thì ở đây á, là đạo diễn rồi tất cả trợ lý là bộ đàm cứ liên tục. Và ở trong này á, thực sự lúc mà nói chuyện với Mai, hỏi cái điều ước của Mai là cái gì á, lúc đó Mai mới nói là điều ước duy nhất của em là muốn gặp mẹ, là mình đã chịu không nổi rồi. Lý do là vì mình tưởng tượng được lúc mà Mai gặp mẹ Mai chút xíu nữa đây á, thì cổ sung sướng tới cỡ như thế nào. Thành ra mình khóc trước, cho nên nhiều lúc đó Mai cũng hơi bất ngờ tại sao tôi lại khóc. Đó, là mình tại hình sao dung được cái cảm xúc, tôi hình dung được cái cảnh đó và cái cảm xúc đó. Đáng lý là phải kìm lại xém nửa lộ rồi. Thì đó, bởi vậy dở với sợ luôn á. Rồi cái tới chức là mẹ vô mà Mai gào lên ở ngoài đó, xong đi vô thì thực sự là lúc cả đoàn ai cũng khóc hết. Từ người Nhật cho tới người Việt Nam mình, rồi có cái cậu thông dịch là cỡ bằng Khang thôi, khóc trẻ luôn. Nhỏ vậy khóc tu. Trời, tại vì cậu đó cũng xa ba nhà, mẹ cũng lâu rồi mẹ. chưa có gặp. Tập tiếp theo là sẽ là cái chuyện dẫn mẹ đi, có nghĩa là cả nhà đi chơi, đi vòng quanh. Nói chung á là cái tập sau á còn rất là nhiều những cái bất ngờ, những cái thú vị mà nếu quý vị đã coi tập này rồi thì không thể nào bỏ qua tập sau. Cho nên là chúng tôi hẹn gặp quý vị vào tập phát sóng sau để xem coi là chuyến đi nó sẽ thú vị tiếp theo như thế nào. Đừng quên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là nguoikếtnối@mcv.com.vn, hoặc quý vị có thể click like trên trang fanpage Người Kết Nối. Và quý vị đừng quên là giờ phát sóng của chương trình Người Kết Nối đó chính là 22:45 thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta có bỏ lỡ bất kỳ tập nào của chương trình Người Kết Nối, đặc biệt là với chủ đề tình không biên giới, thì quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media, nhấn subscribe quý vị nhé. Và đặc biệt chúng ta cũng có thể xem lại trên kênh Love TV. Và một lần nữa thì Nguyên Khang xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin được giới thiệu những người kết nối: nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, MC Thanh Thảo và ca sĩ tình không biên giới Quốc Thuận. Tình không biên giới. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ. Yeah.